Alo, xin chào các bạn và các em gần xa thân mến. Đây là đêm 29 Tết bên Mỹ và cũng là 12 giờ 10 phút. Crystal đang cúng giao thừa. Hoa thì nở hết rồi nè, đỏ rực luôn. Crystal cúng nhang đèn hoa quả trái cây. Mong rằng là năm này hơn hơn năm qua, dịch bệnh hết đi để cho tất cả mọi người để và công việc cũng như các em nhỏ đến trường cũng được bình thường. Mong rằng là kiếm được công việc tốt hơn cho mọi năm. Không có gì khác hơn là lời cầu nguyện đất đai, thổ địa, thần tài, cầu nguyện Phật trời, linh thiêng chứng giám cho cái gia đình nhỏ của Crystal. Mong rằng là lời cầu nguyện được thành hiện thực để có thêm đồng tiền mà sống. Đây mọi người thấy không? Hoa nở, trường công nhận hoa nở đẹp quá, cái màu đẹp lắm. Hồi nãy Crystal cũng có quay một đoạn video cho năm mới cúng giao thừa mà không biết sao nó lại cặp ngược cái tai, thành thử ra nó cái màn hình nó không có tốt, nên chắc Crystal sẽ quay cái này và bỏ cái kia. Các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Nhà Của Mẹ Crystal Trần nha. Năm mới Crystal cũng cầu chúc các bạn gần xa trên khắp mọi miền đất nước cũng như là cả tất cả các bạn mọi nơi trên thế giới hưởng một mùa xuân Nhâm Dần 2022 thật là nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe cũng như là bình an, cuộc sống không có vất vả. Happy New Year, chúc mừng năm mới nha.